tiêu rồi, cái thơ quan ra đâu đâu tiêu rồi, nó xuống tao rồi. Nói một chút xíu về mà cá nhân mình, có nghĩa là từ Việt Nam về thì phải nói một cái câu như vậy, nghĩa là mặt hoa da phấn tròn trịa, nói chung là không có cái gì vào đấy. Nhưng mà bắt đầu từ về bác bố về đây khoảng chừng trên hơn tuần thì con người bố nó kỳ lắm, nó buồn buồn không nói làm gì, nhưng có cái điều da vẻ nó bị lột hết trơn, da tay da chân nó lột ra giống như là da rắn, nó lột hết trơn, trời rất là đau. Khi mình lột da ra thì nó bị phản ứng, nó giống kiểu như là nó thay đổi khí hậu, thay điệu tiết á. Chứ lại hồi xưa mình trẻ thì mình còn lướt qua được, bây giờ mình già rồi thì cái kháng thể ở Việt Nam ở trong con người mình nó không có được đầy đủ, cho nên bị đó ra nó bị đau rồi, xong rồi tay chân nó lột da các cái đủ thứ. Ok, thì lập sử là ai rồi, con có lên được chưa? Ok, được rồi bố, con chào bố. Ô vậy là thằng Quỷ Thân, nghe tên tôi biết rồi. Có anh chàng nữa, để coi anh chàng nào chứ thường thứ nhất. Ok rồi, ok rồi. Đâu, rồi. Anh Thơ Quang xài lại wifi đi, đừng có để 4G nữa, nó yếu. Lên lại bình thường mà, được bình thường. Không phải, nó mở lại, chắc là lẽ là cái like của nó bị hạn chế, cái like của bố cũng bị hạn chế, nó hiện ra màu vàng. Nó kể là màu vàng là wifi yếu không? Không phải, nó để cái chữ là wifi gì mà Facebook này đang bị hạn chế. Hạn chế cái chuyện gì ta không biết, nhưng mà cái điều là chẳng hạn như là không tương tác hay là bị thiếu gì đó mình không biết, mà sao tôi mở live bữa nay cũng được đó. Ok, chào Tượng Thứ Nhất, sao rồi, khỏe không? Rồi, chào anh khỏe. Ừ. Rồi, anh về đây thì thấy nó có vẻ giống như là nó kỳ kỳ quá, nó bị dị ứng với lại cái nói chung là cái da của anh nó bị mẫn cảm, nó kia cho nên nó dễ bị cái là do thời tiết với lại nước xài á bố. Dạ không biết tay chân nó lột da nó hết, nó lột hết trơn mấy ngón tay ra, đầu móng vậy tay sống lộn anh ơi, vậy sống lộn, tao nó lột da sống đời mà. Quỷ sứ. Con lên để có gì bố lôi mấy anh em khác lên cho dễ. Đúng rồi. Chứ thật ra ấy thì có chung với anh Thơ Quang rồi lên chia sẻ cái nội dung ngày hôm nay. Đúng rồi, tại vì bữa nay thì cái nội dung từ sáng nay thằng Thơ Quang nó cho cái thằng Quang Lâm lên, nó nói mà về cái chuyện mà dỗ ông Quỳnh Diệm này kia đó, thì mà tao gọi tao ra ăn tô bì gói, sáng nay không có đi đâu chứ, tại nhà tao nấu bì gói tao ăn, mà tao sặc phun, tao phun đây. Tao phun nhận mạnh công nói hài thiệt. Thì bởi vậy tao còn nó chọn đẹp không? Tao cười với nó, tao phun luôn bì gói văng tụm lum tà la đó. Tao cười quá thấy không? Thì nó nói rõ ràng thấy vui, vui mà hay chính xác, đúng là chọt mà rõ ràng. Thì mày cũng mày cái tao nói mày nghe là tự chứ nào. Tao cái số tuổi của tao với lại của mày hầu như hồi xưa mình đã sống qua cái chế độ rồi, mình đã hiểu rồi, thành ra lịch sử là lịch sử, cái điều đó không thay đổi được, cái điều đó không thay đổi lịch sử được, chứ bà đây nó cố tình nó để lái mà nó buồn cười, thành ra vì đó bị Quang Lâm này nó chọt, cho nên vì đó tao ngồi cười sặc máu luôn. Cười tới sặc máu vậy. Thì sẵn đây con cũng nói với bố về cái bài viết của bố chia sẻ đó đó. Nói chung là cái đó cũng chẳng qua là cái nhìn nhận cảm tính, với bố phải hiểu một cái vấn đề này nè, cái ý của ở trong đó nếu mà suy nghĩ, nếu mà phân tích ra là nó có ý hạ thấp cái Việt Nam của mình, bố hiểu không? Hiểu. Cái vấn đề là không phải là trong 5 năm hay 10 năm hay 50 năm mà Trung Quốc nó sẽ đánh Việt Nam, mà cái vấn đề cái đó nó nói theo bố nó nghĩ cái đó nó bằng thừa, nó nói thừa ở chỗ này, thừa có nghĩa là nó không phải vì cái lời mà nó nói cho bố hiểu chứ, cái người Việt Nam và cái đất nước Việt Nam đã thừa hiểu cái điều đó cái hàng ngàn năm nay, là chứ nó không phải mới đây, thành ra vì chỗ đó ký kết làm gì thôi. Nhưng mà lúc chúng ta có ở trong một cái thế là thế thủ, có thể là nói thì nói như vậy, có nghĩa làm nhẹ gánh bớt được lúc nào hay lúc đó, chứ thực chất là người Việt Nam đã hiểu được điều đó rất là lâu rồi, không cần phải giải thích. Nhưng mà ý tao muốn đưa cái lễ lên là tao muốn nói là cái thằng bà nó chọt tao là cái thằng đó, bà nó viết sang chính tả tè le tắc lét hết trơn rồi, viết không ra chữ luôn, mà nó ngồi đó bà nó nói tao nó có nó chọc tao, em vô kệ bà đi, tao không quan tâm với cái chuyện đó. Mình bao quanh mình chỉ nói cái điều nào, khi đưa cái điều đó lên á, thì mình muốn nói là ở một cái mức độ nào đó thì cái đất nước Việt Nam ở ngày hôm nay, cái vị thế Việt Nam mình nó không còn giống như vài chục năm về trước. Cái ý bốn là vậy, tức là ngồi ngang hàng với một cái ông chủ Tập Cận Bình là coi như là số một cường quốc về kinh tế ngay bây giờ. Mình nói về vậy cho nó hiểu, nó nôm na lại là bởi vì trong cái hành tinh này là có 120 mấy nước luôn, chứ nó không phải là một nước Việt Nam mà là một nước Tàu. Nhưng mà ở đây người ta đánh giá, toàn bộ thế giới đều đánh giá là nước Trung Quốc bây giờ là kinh tế số 1 thế giới đó. Và chúng ta sống kế, nói chung là ta nói từ lâu rồi, không đây có thể chúng ta ghét được, nhưng mà chúng ta không thể bưng cái đất của chúng ta đi đâu được, thì chúng ta bắt buộc phải ở kế bên đó thôi. Mà phải ở cái đó đương nhiên phải chịu một sự chi phối nhất định nào đó, và chúng ta phải khôn khéo luồn lách kia bằng ngoại giao cây tre, đại khái như bắt đầu cho ta nói vậy đó. Thì có nghĩa là ngay từ thời điểm này, Trung Quốc và Việt Nam mình tạm thời, mà nó chỉ tạm thời đi, coi như là yên, đã đại khái là vậy. Thì hy vọng nó sẽ dài, lâu dài là chuyện của nhà nước, mình không cần phải ta quan tâm, mà mình quan tâm ở chỗ này. Ở ngay tại thời điểm này thì đất nước chúng ta hầu như là phải nói một cái điều là có tiếng nói rất là trọng lượng trên trường quốc tế. Đó là bố nói cái điều đó thôi, ok, chứ còn cái chuyện kia là chuyện nhà nước mà hết sức đâu mà nói. Mình chỉ biết là càng ngày đất nước cái vấn đề này thì con cũng chia sẻ với bố với mọi người, tức là về cái quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước khác trên thế giới, và đặc biệt là không bao giờ làm phức tạp thêm tình hình ở bất cứ một cái vấn đề nào, mà chỉ dựa trên cơ sở là hòa bình và cái việc mà đàm phán tôn trọng lẫn nhau thôi, chứ không bao giờ mà có cái quan điểm là làm phức tạp thêm tình hình. Như đồ thân nó chơi nghị quyết không á, chết á. Dạ không, chơi nghị quyết không. Tại em thấy là chúng ta từ xưa tới giờ đều vậy mà anh. Thì đúng rồi, biết rồi. Cái đường lối của chú mày thuộc lòng nghị quyết quá trời quá đất đi. Thì cái quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta là như vậy. Cho nên á, là những cái vấn đề mà xung đột ở các khu vực trên thế giới cũng vậy, thì Việt Nam đều kêu gọi là các bên là hãy bình tĩnh và giảm cái nhiệt độ xuống, ngồi vào cái bàn đàm phán, giải quyết bằng cái con đường hòa bình. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng nhà nước như vậy. Cho nên là còn cái chuyện mà nói là ở chiến tranh như thế này như thế kia, hoặc nước này đánh nước kia, đó là nói cho vui thôi, chứ còn thực tế là đất nước chúng ta dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ không bao giờ để xảy ra cái đau thương loạn lạc nữa, chiến tranh nữa. Chính xác, chính xác. Bằng bởi vì chúng ta đã có cái hòa bình để chúng ta làm cơ sở, cái bàn đạp để cho đất nước phát triển giàu mạnh. Mà khi đất nước phát triển giàu mạnh rồi thì không có một kẻ thù nào dám uy hiếp hoặc là làm bất cứ cái gì ảnh hưởng tới quyền lợi của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam được. Mà cái quan trọng nhất trong xã hội hiện nay là phải giàu mạnh, dân giàu nước mạnh. Đấy, thì mọi việc nó có thể vượt qua tất. Là cũng đúng phải rồi. Ở đây nó mạnh, như ngày nói nó phải nằm im chờ thời. Đúng rồi. Có nghĩa là ở đây mình không có những cái điều tiểu tiết, mà mình nói đây là mình nói những cái chuyện lớn thôi. Mình nói chuyện mối quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng, rồi xong rồi đối với phía phương Tây, rồi đối với Mỹ, đối với Nga, đối với Quốc thôi. Ở đây mình không có nói vấn đề xã hội nhỏ mệt lắm. Bởi vì tụi nó chẳng hiểu, bởi vì thiệt mày có nhiều đứa nó lên nó chữ tùm lum tà la mà nó chẳng hiểu cộng sản là cái gì trên rồi. Nó nhức đầu, bởi tao không muốn nói chuyện tụi nó là vậy. Đó. Ok, thì đâu rồi thằng Trúng Đấu, trời sắp quỷ này mất tiêu rồi. Nguyên lụa ở đâu? Chắc vợ kêu vô ngủ rồi anh ơi. Chắc vợ kêu vô ngủ rồi. Sẵn thì con bàn với bố mà mấy cái vụ mà ví dụ như đánh nhau giữa các cái nước lớn đi. Ví dụ như là quân đội của Mỹ là nó có quân thường trực của Mỹ là trên 1 triệu quân, Trung Quốc trên 1 triệu quân, Triều Tiên trên 1 triệu quân, và rất ít các nước khác trên thế giới có quân số trên 1 triệu quân. Nhưng nếu mà nói về thực lực quân số tập trung của Mỹ á, là rất yếu. Tại vì Mỹ nó dàn trải tất cả các cái căn cứ quân sự ở trên thế giới. Mỹ nó dàn trải rất nhiều, nó hỏng cẳng. Ngày xưa nó đánh Việt Nam, nếu mà nó dám dồn quân lực toàn bộ để nó đánh Việt Nam, nó quyết giành thắng lợi, thì những nước khác sẽ đánh phọt sườn nó ngay. Tại vì trong trên cái thế giới này không có thằng nào mà không ngư ông đắc lợi hết. Nếu mà dám rút chỗ này để đắp qua chỗ kia thì chỗ hỏng ra sẽ bị thằng khác nó thọt ngay. Cho nên là cái sự kìm chân nhau giữa các cái nước lớn á, bắt buộc anh chỉ sử dụng một cái lượng quân lực nhỏ lẻ, gọi là xung đột ở một cái phạm vi cho phép thôi, chứ không phải là dốc toàn lực để đi đánh một cái thằng nhỏ. Cho nên là kể cả Trung Quốc, tuy rằng là một cái nước lớn, quân số trên 1 triệu quân như thế, trang bị hiện đại như vậy, nhưng mà khi đánh Việt Nam mình cả mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc đã thấu hiểu cái dân tộc Việt Nam là như thế nào. Cái gì cũng chịu, nhưng mà nô lệ là không chịu làm. Không chịu, rõ ràng, chính xác. Cho nên khi nếu mà đụng tới Việt Nam thì không có sức đầu thì cũng mẹ chán thôi. Cho nên mà khi mà Trung Quốc bị sa lầy thì sẽ bị rất nhiều cái thế lực nó bao vây. Bố cứ nhìn cái bản đồ của thế giới đi, xung quanh Trung Quốc toàn là đối thủ của Trung Quốc mà tay là đàn em của Mỹ không. Nước càng lớn thì càng nhiều kẻ thù, nó thẳng lại toàn vậy. Toàn đàn em của Mỹ không. Là bố nói là thằng Trung Quốc nó thực tế nó chỉ lấn áp một cái góc độ nào đó, chứ nó cũng không có dại dột gì mà đi gây chiến với người ta. Kể cả Đài Loan nhỏ như thế, nó tuyên bố là một Trung Quốc nhưng mà nó vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề Đài Loan. Là cái vấn đề là rõ ràng như vậy. Không phải là cứ thích dùng vũ lực là dùng được. Cho nên là nó bị ràng buộc giữa các cái nước lớn, kiềm chế lẫn nhau chứ không phải là dễ dàng. Và cái nguy hiểm nhất là cái leo thang chiến tranh, mà khi đã dẫn đến leo thang thì nó không kiểm soát được. Không kiểm soát được thì mèo nào cắn mèo nào còn chưa biết. Do đó cái chuyện chiến tranh lớn ở trong cái thời hiện đại này nó là cực kỳ khó khăn, cộng với cái sự khéo léo tài tình của đảng nhà nước nữa, trong cái ngoại giao của chúng ta đối với các nước khác trên thế giới nữa, thì nước Việt Nam thì mãi mãi là vững bền, là theo con là nghĩ như vậy. Đúng rồi. Còn ba cái thành phần mà sọc cuội, dân chủ cuội này kia, nó chỉ là tôm tép nhảy nhép thôi. Ôi bà nước đứt răng bà quá. Dạ, thì uy tín của đất nước thì ngày càng được bạn bè quốc tế là kính nể. Mình muốn nói cái điều này là mình muốn nói cái điều này nó tụi nó bỏ qua những cái mà là quan trọng. Con phải hiểu cái điều này, một cái đất nước Việt Nam mình nó bị chiến tranh tàn phá, nó tan nát mà mới chỉ có 20 mấy năm thôi để phục dựng một cái đất nước, để có một cái tiếng nói nhất định ở một cái thương trường quốc tế chẳng hạn Liên Quốc, là cái điều đó thiên hạ đều đã nể phục rồi. Thì tụi nó hay so sánh, nó buồn cười, cho nó hay so sánh đất nước Việt Nam, nó không có so sánh ai mà nó so sánh với Mỹ mà nó buồn cười. Một thằng Mỹ là một thằng chuyên môn từ xưa, nó là số 1 thế giới về vấn đề quân sự kinh tế từ xưa giờ đó, và nó hay so sánh rồi, mà nó bỏ qua mất mẹ đi. Thằng Mỹ 300 năm, 300 mấy chục năm không chiến tranh, nó chỉ chinh phục người ta thôi. Và nó cứ bắt buộc Việt Nam mình có 20 mấy năm phát triển mà nó bắt buộc Việt Nam phải như thằng Mỹ, mà nó buồn cười không? Nó bỏ qua cái ví dụ chiến tranh mình đi. À đây, ta mới hỏi một cái điều này nè, rất là buồn cười. Cái giai đoạn mà chính Việt Nam nó bỏ mất tiêu rồi, nó không còn vậy. Và mình phải nói một cái đâu, cái thời kỳ chính Việt Nam mình là việc chơi Việt Nam mình rất là mù chữ, hoàn toàn mù chữ 80%, bị tất cả mọi người bị vấn đề chiến tranh chia phối, cho nên ra không ai tới trường cả, trừ trường hợp những nhà nào mà ở đô thành hoặc là ở thủ đô hoặc là ở Sài Gòn, những cái tỉnh lẻ là hầu như là không đi, mà toàn đi chăn trâu chăn bò không, chứ không có học mẹ, trên toàn rất là mù chữ. Ngay bây giờ Việt Nam mình rất phát triển, tương lai đất nước Việt Nam mình đang nở hoa, nó thẳng lại như vậy. Thì xã hội nào cũng vậy, khi xã hội phát triển thì nó sẽ kèm theo những cái chuyện mà hệ lụy về điều tiêu cực, cái điều đó ai cũng biết hết trơn rồi. Nhưng mà nó hội mấy người nó điên, mà nó điên mà hầu như nó không biết con mẹ gì lịch sử, và nó chẳng biết một tí xíu gì đất nước Việt Nam cả, mà nó là người Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, áo nó vừa giải sồ quần áo nó mặc cũng Việt Nam, mà nó không biết Việt Nam là gì cả. Tao chỉ ghét những cái thám thứ cái thôi. Vì thì bố có tính này, tụi nó nói không có đảng cộng sản thì đất nước Việt Nam sẽ giàu, và đa đảng thì nước Việt Nam sẽ giàu. Nhưng mà tụi nó không có nói là ủa làm sao giàu, tự nhiên cái nó giàu hay sao. Ủa giàu bằng cái nào lắm. Nó buồn cười lắm. Và bây giờ nó không có cái chuyện tư cách để mà nói chuyện về đó, và nó chỉ nó moi ra cái chuyện, mấy cái chuyện ví dụ như là bị bồi thường không thỏa đáng, hoặc là chuyện đất hay là gì đó. Tao buồn cười không? Tao đó rồi, tao không có nói chuyện nhỏ, nói chuyện lớn, không có nói chuyện nhỏ. Bởi vì thường thường người ta hoạch định kinh tế 5 năm là 10 năm về trước và về tới á, để người ta gọi là đạt được cái điều đó. Người ta không nghĩ tới cái chuyện mẹ đất người ta trả 300 ngàn, tại sao mà trả ta 250, là thấy người ta đâu có nghĩ tới cái chuyện đó. Nó có chính sách ưu đãi thằng nào làm lỗi thằng đó bị chặt đầu, thế thôi, đơn giản. Không có ngồi đó mà ỉ on ỉ bệt đồ tao mày nói vậy. Có nhiều thằng nó buồn cười lắm kìa, nó trời ơi nó khổ, nhiều khi tao cũng chẳng muốn nói đâu, bởi vì thường thường mà khi mà nói không mình thì không phải là gì, nhưng mà cái điều đó ấy là mình vô mình chọt mà nói nó chẳng lẽ tao giờ tao đi ngang hàng với nó rồi xong ngồi cãi lộn với nó mấy cái chuyện bá vơ vậy à, mệt thiệt khổ.